ngọt lắm. Yeah, hợp nè. Vậy là xong rồi. Chết rồi, mình trễ rồi. Hello Sissy, bây giờ chị đi làm nha. Hôm nay chị làm tới 12 tiếng lận nên là em chăm Lily giùm chị nha. Ok, chị chỉ muốn em làm đồ bữa tối luôn không? Ok, nếu mà em làm được thì em làm nha, cảm ơn em nha. Dạ, không có gì đâu chị. Chuyến tàu trước thêm chưa tới. Uổng công mình chạy quá trời thôi. Mình để ca cài. Chia một cái bánh sandwich nha anh. Dạ được, bây giờ mình chỉ cần bỏ tiền vào hoặc là bỏ thẻ vào đây thì đồng xu sẽ tự rơi xuống à. Ôi. Yeah. Chị ơi, như bên kia chỗ đó nó bị hư á chị. Đo cho em xem ạ. Dạ đợi em chút xíu chị.
bụng ghê luôn á. Để coi thử, gọi thử Sisi coi. Không nghe máy, chắc đang bận chơi với Lily hay sao rồi. Hai mấy em cứu nè. Sisi chưa đồ ăn lại cho mình. Trời ơi, con ngủ hết trơn đó rồi. Thôi, vậy thì mình phải nhẹ nhẹ thôi mới được để cho mấy em ngủ. Yeah.